Chào mừng các bạn đã trở về với Người Trong Văn Phòng. Và hôm nay chúng ta đã trở lại với Hit or Miss phần 2. Bắt đầu thôi nào. Người trong văn phòng, cái băng đại bàng giờ đã biến thành băng rồng. Alright. Mấy vậy? Rồi. Rồi. 1 2 3. Mấy hai. Mấy hai. Yeah, xin chúc mừng hai bạn đã sai. Bóc thăm giùm anh cái. Ủa khó quá vậy, không biết nó khác được cái gì luôn. Cái này là máy 1 nè. Chỉ giống như em nghĩ là máy 1 rồi em thấy ổng cười á. Đâu giờ đưa vô. Đưa vô camera chính. Ha ha ha. Gọi ba mẹ hát con mạnh lắm. Gọi ba hoặc mẹ thôi nha, không cần gọi hai người. Gọi điện thoại cho người yêu nói chia tay là có người yêu mọi người. Máy chạy hết đi. Máy chạy chưa? Rồi. Rồi được chưa? Xong chưa? Rồi. 1 2 3. Yeah, bạn chính xác rồi. Mở to lần trước là bạn thất bại rồi. Ủa? Mời bạn bóc. Không lại đi nhé. Nhé. Đâu có nhà không? Không. Em vô tâm phục khẩu phục với anh Phát. Em muốn coi anh Phát trổ tài một lần nữa. Thì hồi thi với cuối tại còn lần ai thua gom hội vô chung thi chung. Bóc sao đi. Mà đen được? Bóc đi. Nhắn tin anh Huy xin tăng lương cho những người thân. Tại sao không phải là những người thân? Trời quá trời ơi. Cảm xúc nó tới một lần thôi mọi người, làm vậy là trời. Rồi, rồi mày chạy nha. Rồi, đã cho số xong. Bây giờ đến 1, 2, 3. Ok em. Giờ ôm một người khác giới trong văn phòng. Ôi trời ơi, đơn giản thế. This blank 1 phút 30 giây. Còn 1 phút 30 giây mà giữ đi em. Cái gì vậy? Bạn này đáng sợ quá. Mình nhớ rõ chưa? Ok, rõ b***. 1, 2, 3. Anh ơi anh đừng buồn. Tao để rất nhiều gọi cho ba mẹ mà dạo này tao đang có vấn đề với ba mẹ. Anh chết mày anh chưa? Là gọi điện cho người yêu mà chia tay. Ờ thì là cụi lấy cái đó rồi anh. Anh mừng lắm rồi. Gọi cho ba mẹ. Gọi cho ba mẹ. Có luôn. Có không? Hôm nay con không về nhà. À, vi phạm luật trong văn phòng mà không bị Duy Anh phát hiện. À dễ. Dễ quá. Chưa, đã cho số xong. 1 2 3. Wow. Giỏi quá. Bây giờ lời nhắn gửi gì tới mấy bạn không? Mình giỏi vậy là sao? Được kinh thường người miền Tây. Mình muốn làm cho cái game này nó hấp dẫn hơn á. Nên mình mới cắt sóng, cảm ơn. Anh coi chừng đầu nha mày. Chuẩn bị. Đã cho số. 1 2 3. Wow, sao lần 2. Chắc là camera. Sẵn sàng chưa? Chưa sẵn sàng lắm. Ừ, nhưng mà số đã ra. 1 2 3. Ê, cụi. Có cụi đây không? Đúng hả? Nó sao hay vậy ta, cái giọng này nó nhớt gì vậy ta. Tôi cần một giám khảo check lại cái khúc hậu trường xíu. 1 2 3. Trời ơi, tiếc quá. Tiếc quá. Má đừng có nữa. Má đừng có nữa. Thể chất của tao hít đất 30 cái. Nó sao tao làm được ta. 1 2 3.
Team mình thất bại. Team mình thất bại đúng luôn đó mày. Cái lỗ đen đi nhớ, cái lỗ đen đi ơi. Cái lỗ thôi. Bao ngày hai người thắng phút lâu. Trời ơi rồi. Ra số gì? Rồi ra số rồi. 1 2 3. Kiệt. Tụi mình là lỗ đen của thế giới này. Gọi ba má là bỏ luôn. Bao một phần trà sữa cho người thắng đầu. Thắng đầu là Phát Lê Nguyễn. Trà má sai trà sữa. Sao mình nhiều trà sữa quá vậy? Quá không dụng mặt sao. Có hai cái năm đó rồi á. Sự thất bại của thế giới này. Và chào mừng các bạn đã đến với phần hình phạt của những người chơi thua. 1 phút 30 giây đúng không? 1 phút 30 giây. Xin chào, biết được một cái gì đây? Mời em. 1 phút 30 giây cho biết đang quay ê. Em biết chân vô em ơi. Hai chân hơi banh ra. À, cái gì? Thời gian nó coi ít quá vậy. Chậm quá vậy. Đây là cách để chữa bệnh ung thư của em. Cái gì mới có 30 giây vậy? Mới 10 giây nè. Còn 45 giây nữa. Sao nó chậm quá vậy? Ồ, chúng ta lại có clip cho gian giữ thề mọi người ơi. Sắp lên view rồi. Cái đầu gối hơi thấp nè bạn ơi. Cố lên em, còn 25 giây nữa. Dạo này em thấy sao ạ? Tin nhắn sao? Bác lên. Ừ. Trời
khi nào sau tin nhắn này mình sẽ không còn xuất hiện trên S Channel nữa không mọi người ơi? Anh Huy ơi, anh có thể cân nhắc tăng lương cho Phát với anh Huy chấm được không? Em thấy mấy bạn dạo này cố gắng lắm ạ. À, được chưa? Ok, gửi. Vô lòng chưa? Vô lòng chưa? Bình tĩnh. Giờ này chắc là anh Huy đang đón lạc lạc đi học về. Rồi, không xin rồi. Chưa xin. Rồi xíu xin quay lại sao? Xin. À, không xem rồi nè. Hỏi vậy? Không xem rồi. Tại giờ tao về. Ừ, để anh xem sao. Đâu, lại. Ai để tao nhắn lộn. Đây. Nhỏ nó quay. Đây rồi, để anh xem. Không, để anh xem xét, không có nhắn lại cái gì hết. Để anh xem sao, nếu hai người được tăng lương thì hãy nhớ là chích 1% cho Minh Thương nha mọi người. Mọi người khác giới văn phòng chị ơi, chị tôi em. Chị tôi dạ. Em một cái rồi sao yeah. Phải của mình là đặt Phúc Long trai người chiến thắng đây. Tao nè bé Min. Ok Phúc Long, cái này làm cồng kềnh quá. Một sô cô la cà phê đá xay. Qua Phúc Long luôn hả? Trà xanh. Ok không có Phúc Long phải không? Ok khỏi. Trà xanh đá xay. Trà nhiều da. Không có mẹ hả? Rồi đây, mày thấy chưa? Đây. Rồi, hai ly đúng không? Hai ly đúng rồi, rồi ok. Rồi, giờ đặt trà sữa đi, Milti nè, đó. Đó, Phúc Long. Ừ. Bạn chọn quán cho mình luôn đi bạn. Đó, muốn uống hay lợn đi. Ờ, thêm uống nó nổi, uống nó nổi, tao còn ly kia nữa mà. Hai ly mà. À, quên. Tao hai ly rồi đó. Má, tao đặt cái này cho mày uống. Ủa vậy hả? Chứ tao có ly kia rồi, mày thì mày uống. Rồi, ok ha. Không tập bình hả? Yeah, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ vi phạm luật mà không cho Duy Anh biết. Là trong văn phòng mình có một cái luật đó chính là không được ăn ở trong văn phòng. Mình sẽ vi phạm luật ở trong văn phòng đó chính là ăn trong văn phòng mà Duy Anh không hề hay biết. Để đi mấy Duy Anh. Duy Anh đâu có ở đây đâu. Duy Anh làm gì có ở đây? Làm gì đâu? Duy Anh đâu? Mày có mấy Duy Anh không? Có. Cái điện mày buồn quá hả? Mày sợ tao đập buồn quá hả mày? Giờ mình sẽ gọi điện cho mẹ mình là hát bài Con Mệt Mỏi Lắm Mẹ. Hát đúng người luôn. Không lấy gọi cho ba hát bài này. Áp lực quá. À. Mẹ nhanh mẹ, hai câu rồi mẹ ơi. Con mệt lắm, con mệt mỏi lắm mẹ. Con ghét cảnh đối phương bây giờ xung quanh toàn người lạ. À không, cái này là chơi game với tụi nó. Mẹ ơi, mày mệt đã bảo. Mệt không? Sao mệt lý thì vậy? Ừ, đang chơi game tụi nó bắt phạt thôi chứ không có gì. Ừ, rồi. Dạ. 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 Tuần sau lần. Dạ. À rồi. Dạ dạ. Tao đâu có nghĩ cái cuộc gọi này dài tới vậy. Rinh giật. Ốc mực vãi.